Ok, bây giờ em sẽ hướng dẫn cái cách làm intro bây giờ từng bài từng nhịp một ha. Bây giờ em sẽ chơi cái bài nhập lễ trước nhé. Vâng. Với ba cách làm intro ha. Cách thứ nhất là lấy một câu ở trong bài làm câu chính. Rồi cái thứ hai nữa là em lấy một đoạn ở trong bài, và thứ ba nữa là em viết một câu mới luôn ha, về nhập lễ trước, sau đó chuyển sang bài bao la nhé, là ba bài nguyên si như vậy cho anh ha. Rồi bắt đầu nào. Em vừa nghe rồi mà anh. Bây giờ làm luôn tất cả ba cái cùng thể luôn ha, đánh một mạch luôn. Đánh một mạch luôn đó. Ok ha. Bây giờ cái đàn em để quay ra góc thì đánh nhìn ngó. Vâng. Ok ha. Rồi. Vào hát luôn, em đánh thêm một câu vào hát luôn. Tí ra ra đi ra. Vẫn đánh fox bình thường. Vẫn đánh fox bình thường như vừa nãy em đánh ạ. Bầm chát, bầm chát, bầm vẫn là hát. Đúng rồi. Nhập lễ phải vui lên. Ok, rồi bây giờ vào cái cách intro số 2 nhé. Sao anh? Vào cách intro số 2 ha. Vừa nãy là cách intro thứ nhất, intro thứ 2. Rồi, cách thứ ba đây nha. Cách số 3 là đánh một câu mới luôn. Em vẫn đánh fast bình thường thì mới vào được. Em đánh tự nhiên nó chuyển thành nhịp chậm. Tí ra ta, tí ra ta, tí. Em vừa nhớ được âm của nó thì em chưa quen được. Em vừa đánh em vừa nhớ được âm cái mới của nó, thành ra là em không chưa chưa đẩy được. Tí 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 tí. Đánh có thể vào được luôn ha. Tí ra đi ra. Đúng rồi đã ha. Ok tốt ạ. Tiếp chuyển sang bài số 2, bài bao la như thế nào? Quan trọng nhất là mình ra được cái thần thái của bài á, nhịp nha, intro là ổn. Thank you.
Ok, good, tốt. Cách số 2. Ít nhất là cách intro vậy người ta cũng vào được rồi ha. Ok, về the hút cái số 3 nào. Dạ, vâng ạ. Cách intro số 3. Ok ha. Rồi tiếp bài nữa. Vâng, chào em một chút ạ. Tốt đấy, cứ thế vậy, phát huy ha. Làm cách làm intro là một trong những cái cách quan trọng, nó một cái câu dẫn để mà bắt đầu vào hát. Nên mình cần phải làm sao cho người ta thấy dễ nghe, dễ vào. Cộng đoàn hay ca đoàn người ta phải dễ vào được ha. Nên lúc đấy là cái câu intro. Bài nào? Dạ. Bài nào á? Bài xin giữ con ạ. Xin giữ con à? Ok ha. Ok ha. Ít nhất là cái câu số 3 nhất là ra được cái câu thang âm của dân ca đúng không ha. Ra mình có thể viết một câu mới. Tốt ạ ha, phát huy tinh thần.
ít nhất là mới làm được như vậy, sau này mình sẽ thêm những nhạc cụ ví dụ như là sáo, tranh ha, đàn cô tô hay những cái đàn khác thì nó sẽ ra được cái thang âm dân ca sẽ hay hơn, nó sẽ tình cảm hơn. Ít nhất mình phải nắm được như vậy đã ha. Ok, rất là tốt đấy ha, giờ chúng ta sẽ học tiếp.